Có phải bạn đang muốn gửi PowerPoint qua Gmail đơn giản và nhanh chóng? Đặc biệt hạn chế được lỗi phông chữ khi người nhận mở PowerPoint của bạn ra. Các bạn hãy lần lượt làm như sau. Đầu tiên, thiết kế một file PowerPoint thật hoàn chỉnh, không lỗi, nếu không người nhận sẽ không hài lòng và bạn cũng phải sửa rồi gửi lại nhiều lần. Chuyên nghiệp từ đầu, chúng ta sẽ mở trình duyệt truy cập Gmail, nhập tên và mật khẩu của bạn và đăng nhập. Góc bên phải bạn ấn chuột trái vào chữ soạn thư. Hộp thư mới hiện ra, toàn bộ nội dung ở đây sẽ được gửi đến người nhận. Ở thanh đầu tiên, sẽ là địa chỉ mail bạn sẽ gửi tới. Bạn gõ danh sách các địa chỉ bạn muốn nhận thư vào đây. Thanh tiếp theo là tiêu đề, nội dung thư của bạn. Tiếp đến bạn ghi nội dung chi tiết mà bạn muốn truyền tải một cách chuyên nghiệp. Ở đây mình ví dụ như vậy. Bước này khá quan trọng, để tránh bị lỗi phông chữ khi gửi đi bạn làm như sau. Mở file PowerPoint muốn gửi, nhấp file chọn Option. Tại mục Save, bạn tích vào ô vuông trước chữ Embed Fonts in the File. Điều này sẽ giúp lưu giữ phông chữ của bạn ngay cả khi di chuyển sang máy khác. Thật tuyệt vời phải không bạn? Nếu muốn chỉnh chu hơn, bạn cũng có thể gửi kèm các phông chữ bạn đã sử dụng trong file PowerPoint. Trên đây là từng bước gửi PowerPoint qua Gmail, hy vọng sẽ giúp bạn điều gì đó. Nhớ cho mình một like và bình luận điều bạn muốn mình làm trong video tiếp theo nha. Xin cảm ơn bạn thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.